Thưa Thánh, thì sáng hôm nay Phương sẽ tiếp tục chia sẻ về mục đích của Hội Thánh. Trong những bài học này thì Phương mong rằng chúng ta sẽ thấy điều cần thiết cho chúng ta để làm là một Hội Thánh chung với nhau. Và Hội Thánh là gì? Hội Thánh là bất cứ nơi nào một nhóm người tin Chúa Giêsu hiệp lại và nhóm chung với nhau thì gọi là Hội Thánh, vì chúng ta là những người được trở nên thánh, được Đức Chúa Jesus Christ xóa đi tội lỗi, được Ngài tha thứ tội lỗi của mình. Mình sống trong ăn điển và mình hiệp lại chung với nhau, gọi là Hội Thánh. Và thường năm thì mỗi năm Phương nói về mục đích của Hội Thánh, để cho ai đến Hội Thánh, chúng ta làm phép báp têm thì chúng ta trở thành một thành phần của Hội Thánh địa phương, Hội Thánh ở trong vùng mình. Thì chúng ta phải hiểu biết rằng mục đích của chúng ta ở trên thế gian này là gì? Cho đến khi nào chúng ta qua đời, chúng ta trở về cùng Chúa, chúng ta và cái điều vui mừng và cái điều tốt lành và cái điều hân hảo mà mình có là tất cả những người tin Chúa, trong ngày chúng ta tắt hơi thở, trong ngày mà tim chúng ta ngừng đập và trí chúng ta ngừng hoạt động, thì chúng ta linh hồn sẽ được đón tiếp rước về với Chúa Jesus Christ. Có nhiều người qua đời, họ nói rằng là sắp qua đời, sắp hối hấp. Chính má của chị Văn kể lại rằng trong khi sắp qua đời đó, thì không có cái gì rùng rợn, không có cái gì mà sợ hãi. Và má của chị Văn nói rằng là tránh chỗ, các con tránh chỗ để thiên sứ đến rước má về. Cô Anh thấy các thiên thần đến trước của về với Chúa. Thành ra từ đây cho đến ngày đó, chúng ta tin Chúa, chúng ta đến Hội Thánh, chúng ta thờ phượng Chúa, rồi chúng ta phải hiểu rằng Chúa giao phó nhiệm vụ gì cho Hội Thánh của Chúa ở trên đất này. Và năm nay Phương đặc biệt nhắm vào hai nhiệm vụ của Hội Thánh thôi. Thì chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta thông công chung với nhau, đó là những công việc của Hội Thánh. Nhưng mà một Hội Thánh, một công việc chính, nhiệm vụ chính, điều mà Đức Chúa Jesus Christ phán dặn chính cho Hội Thánh ở trên đất này là phải đi ra rao giảng tin lành để người ta được cứu rỗi. Thành ra mình là những người biết Đức Chúa Jesus Christ, mình biết sự cứu rỗi, mình biết sự tha thứ, mình biết sự sống đời đời, mình nhận được tình yêu thương của Chúa, mình chắc chắn về tương lai và cõi đời đời của mình, thì chẳng lẽ mình giấu kín? Không ai nói cho ai nghe. Không, Chúa Jesus Christ muốn cho chúng ta đem tin lành này, tin tốt lành này, nói với mỗi người ở trong đời sống của mình, gia đình, thân hữu, bạn bè, người chỗ làm. Và những điều đó là mục đích chính. Năm nay Phương nói hai mục đích chính thôi, là mình nói về Đức Chúa Jesus Christ, và khi người ta tin Chúa đó, làm sao mình dạy họ lớn lên ở trong đức tin. Và tất cả những điều đó là những việc mà Chúa giao phó cho những người tin. Không phải chỉ cho mục sư hay là ban chấp sự hay là Ami, nhưng mà mỗi người chúng ta được Chúa kêu gọi và giao phó một cái sứ mạng, một cái mục đích là đi nói tin lành cho người khác biết và đem họ đến một sự trưởng thành lớn lên ở trong sự hiểu biết của Đức Chúa Jesus Christ và lẽ thật của Ngài. Và sáng hôm nay, tuần rồi đó, Phương nói về cái đời sống của chúng ta muốn được cứu đó. Chúng ta muốn được cứu khỏi tội lỗi, chúng ta muốn cứu khỏi tội nghiệp, chúng ta muốn được cứu khỏi lửa địa ngục, chúng ta muốn được cứu khỏi sự hình phạt đời đời, chúng ta muốn được cứu khỏi cái sự chán chường của đời sống này, vô ý nghĩa của đời sống này, sống trên đất mà không biết mình sống cho cái gì, rồi làm lụng mỗi ngày cho những cái điều vật mà khi mình chết mình không đem đi theo được đó. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi tất cả những điều đó thì chúng ta phải chúng ta phải tin nhận Chúa và sống cho Chúa và tin lành của Chúa, vì chúng ta được Chúa dựng nên giống như Chúa, và chúng ta mục đích của đời sống của chúng ta là được kết nối và thờ phượng Chúa, như là biết và trở về Cha Thiên Thượng của mình.
Và Phương để cái hình này tại vì từng rồi không biết ai nhớ Phương nói rằng con chó, con mèo, con thú vật nó không có cái, nó không có thờ phượng, nó không có cái cần thiết để mà thờ phượng. Và sau đó một đứa thanh niên trong cái nhóm tiếng Anh nó nói cô Phương ơi, con thấy cái con bear này nó thờ phượng nè. Nhưng mà thật sự Phương nghĩ rằng nó không có thờ phượng giống như mình đâu, nó không có tôn vinh danh Chúa đâu, nó nảy lên để coi coi có con cá con gì xuống cho nó đớp. Nhưng mà Phương nói, Phương đưa lên để cho chúng ta nhớ và cũng vui rằng là chúng ta được dựng nên để thờ phượng Chúa. Và khi chúng ta thờ phượng Chúa thì bắt đầu đời sống của chúng ta sẽ tràn đầy ý nghĩa, và linh hồn của chúng ta, tâm hồn của chúng ta sẽ được sống lại. Và sau đó thì chúng ta đã quyết định cứu linh hồn mình. Cái quyết định tin nhận Chúa Jesus Christ là quyết định cứu linh hồn của mình. Và Phương nói với mọi người, nếu chúng ta chưa quyết định tin Chúa Jesus Christ thì chúng ta nên quyết định cầu nguyện tin Chúa. Chỉ là vài lời từ tấm lòng đơn sơ của mình nói thôi, nhưng mà đời sống của mình sẽ thay đổi từ đó. Nhưng mà lời của Đức Chúa Jesus Christ nói, và chúng ta xin đọc chung để chúng ta nhớ. 1, 2, 3. Đức Chúa Jesus phán: vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu sự sống mình. Thành ra mình muốn cứu sự sống mình thì tất cả những điều mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm, sự cứu rỗi của Ngài, sự chết trên thập tự giá để tha thứ tội lỗi của mình, mình phải chấp nhận. Cái đó là công việc của mình. Chúa sẽ không có chấp nhận cho mình được, tại vì Chúa ban cho mình quyền tự do để làm. Nhưng mà sau khi đó thì chúng ta phải sống làm sao mà vì cớ Chúa Giêsu và vì cớ đạo tin lành, chúng ta phải làm theo nhiệm vụ mà Chúa giao phó cho mỗi người trong hội thánh. Chúng ta phải đem tin lành này chia sẻ với những người khác và đem họ đến, mời họ đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Và sáng hôm nay, để giúp mọi người làm điều đó, Phương sẽ trả lời một câu hỏi mà thường ngăn cản những người chúng ta đi ra mà chia sẻ tin lành. Vì có cái sự ý nghĩ và có cái sự tin rằng là không ai muốn nghe. Tại vì sao? Người Việt Nam mình có cái câu rất là thường xuyên. Những người Việt Nam mình nói rồi, tôi có đạo rồi. Người Á Châu ai cũng vậy. Thật sự ra có nhiều lần Phương nói với họ rằng là ông bà có bao giờ, hay là anh chị có bao giờ, hay là em có bao giờ biết đến Chúa Giêsu chưa? Thì cái câu đầu tiên họ nói rằng là tôi đã có đạo rồi. Và đương nhiên người Á Đông mình thì thường là đạo Phật, hoặc là thờ cúng ông bà, hoặc là có những người khác thì đạo Cao Đài, hoặc là đạo này đạo kia. Thì cái đó là đúng 100%. Và thêm một cái nữa, và người ta thường nói rằng là đạo nào cũng tốt. Cái lúc đó cái đầu người tin lành của mình im, không biết nói gì nữa, phải không? Và từ đó chúng ta tự nhiên có cái cảm nghĩ rằng là người ta không cần nghe, và người ta cũng không muốn nghe, và mình không có thể nói cái gì để cho họ thấy được Chúa Giêsu. Nhưng mà cái đó là sai, hoàn toàn sai lầm, 100%. Cho nên sáng hôm nay Phương muốn nói và rằng là mỗi người, cái tựa đề là tất cả đều cần tin lành, để cho chúng ta được khích lệ, để cho chúng ta thấy tại sao cái người mà có đạo rồi, nhất là những người đạo đức, những người muốn đạo đức, những người muốn thuộc linh, cần rất là cần, nhất là những người đạo đức, họ cần tin lành của Đức Chúa Jesus Christ. Thành ra những cái điều đó Phương muốn chia sẻ, tại vì Phương cũng gặp phải những điều đó, và có khi chúng ta cũng nản lòng vì người ta nghĩ, mình nghĩ rằng là người ta không muốn nghe, nhưng mà thật sự lẽ thật là như thế nào, thực tế là như thế nào. Thực tế là rất là nhiều người, biết bao nhiêu người ở trên thế gian này đang sống ngay thời đại này, họ muốn nghe tin lành, họ đang tìm kiếm lẽ thật cho đời sống của mình, họ đang đánh những câu hỏi rằng tại sao tôi hiện hữu ở trên thế gian này, phải tôi từ con khỉ ra, hay là tôi từ đâu ra, và tôi sống ở trên thế gian này có ý nghĩa gì. Và họ tìm, họ miệt mài, họ tìm, họ giới ra tôn giáo này, họ giới ra đạo Phật, họ giới ra
có những cái điều mới mẻ hơn, dạy rằng á, là mình từ alien, mình từ những người hành tinh ra mà họ cũng tin. Là tại sao? Tại vì họ đang tìm kiếm lẽ thật. Thành ra thực tế cho chúng ta biết rằng á, là con người vẫn luôn luôn tìm kiếm lẽ thật về thân thế của mình. Tại sao mình hiện hữu, mình sống ở trên thế gian này là vì lý do gì, mục đích gì, mình chết, cái điều gì sẽ xảy ra cho mình sẽ đi đâu. Con người tự nhiên biết rằng là chết không phải là hết. Và có nhiều người khi mà họ giới ra đó thì họ nghe cái thuyết luân hồi của Ấn Độ rằng mình sẽ được đi đầu thai, cho nên họ ráng tìm cái cách để mà đầu thai thành cái gì tốt hơn, hoặc là họ nghe cái thuyết này thuyết kia rằng là có cái niết bàn, có cái sự thoát ly khỏi tội nghiệp, và họ ráng làm để mà tu, để mà được cái điều đó. Thành ra nhiều tôn giáo ở trên thế gian này chứng tỏ rằng là con người đang tìm lẽ thật và chưa tìm được, cho nên con người cứ tiếp tục có những cái đạo mới. Và những cái đạo mới thì ở bên Mỹ rất là nhiều, giống như là Phương kể hồi nãy đó, nhiều người thật sự tin rằng là những người hành tinh sẽ về đất này, trái đất, và rước đi những cái người ở trong cái spaceship, là những cái máy, Phương cũng không biết diễn tả cái từ gì nữa, nhưng mà nhiều người tin rất là kỳ, rất là lạ, nhưng mà họ vẫn tin, tại vì họ đang tìm kiếm. Thành ra đừng có bị nản lòng vì cái đó. Nhưng mà cái điều mà chúng ta phải làm đó là cầu xin Chúa: Chúa ơi, những người đang tìm kiếm lẽ thật, xin Chúa đem đến cho con, xin Chúa sắp đặt cho họ gặp con, xin Chúa đem đến trong đời sống con và mở đường cho con có thể bắt đầu ngỏ lời, nói cho họ biết về Chúa. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải làm. Và những người không muốn nghe đó, thì chúng ta cứ cầu nguyện cho họ rằng là một ngày Chúa sẽ nói trong tấm lòng của họ, và họ cũng sẽ đánh những câu hỏi, và lúc đó đó thì họ sẽ tìm kiếm lẽ thật và tìm người biết lẽ thật để kể cho họ nghe. Nhưng mà trước tiên đó, theo những cái câu mà Đức Chúa Jesus Christ nói, thì chúng ta thấy một cái lý do quan trọng nhất, và chỉ một lý do. Sáng hôm nay Phương có một điểm thôi, là tại sao tất cả con người đều cần Chúa Giêsu, cần tin lành của Chúa Giêsu. Tại vì kể cả những người đạo đức nhất cũng chống chọi. Là tại sao? Những người ở trên thế gian này đã, Phương nghĩ rằng nhất là những người Á Đông và nhất là những người Việt Nam, chúng ta có từ ở trong cái khái niệm ở trong lòng rằng là chúng ta phải phải ăn ở một cách hiền lành và đạo đức, và chúng ta biết rằng có trời, và chúng ta sợ quả báo, chúng ta sợ Chúa, Đức Chúa Trời hay là ông trời phạt, ông trời đánh, và chúng ta tự nhiên muốn sống một cái đời sống đạo đức. Và y như những người mà hỏi câu hỏi Chúa Giêsu, những người mà đến hỏi Chúa Giêsu những câu hỏi này đó, họ là những người đạo đức nhất ở trong xã hội. Những người Pharisee, mỗi khi chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta nghe cái tên Pharisee đó, là chúng ta thấy rằng những cái người giống như là đạo đức mà dạy đạo ở trong trường đại học, là những người lãnh đạo đạo đức cho tất cả những dân sự Israel đó. Họ là những người rất là đạo đức. Và họ hỏi Chúa Giêsu rằng tại sao những môn đồ của Chúa, tại sao những người tin Chúa, tại sao những người đi theo Chúa và học hỏi từ Chúa, họ không rửa tay. Họ không, vài người Do Thái họ rửa tay không phải giống như mình 20 giây đâu. Họ rửa rất là cực kỳ, rồi có nhiều lễ nghi để rửa tay trước khi họ ăn. Và họ hỏi Chúa Giêsu rằng là tại sao mấy cái người mà theo Giêsu đó không làm mấy cái điều đó, bỏ qua những cái phong tục tập quán của tổ phụ và giống như là truyền thống đưa lại. Thì Chúa Giêsu mới trả lời, và trong cái câu trả lời của Chúa Giêsu mình thấy một cách rất rõ ràng rằng tại sao tất cả con người ở trên thế gian này cần Chúa Giêsu. Tại vì người đạo đức nhất ở trên thế gian này cũng là những người chống trời. Như thế nào? Đức Chúa Giêsu Christ bước qua vài điều, và Phương muốn chúng ta đi theo cái những câu hỏi mà Chúa Giêsu để mà chúng ta hiểu
là có nhiều người biết có ông trời, nhiều người cũng kính sợ ông trời, nhiều người cũng muốn là những người đạo đức, nhưng mà thật sự những điều họ làm đó là những điều chống nghịch lại cùng Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu Christ bắt đầu nơi đâu? Đức Chúa Giêsu Christ bắt đầu rằng là từ cái người mà họ tin là chắc chắn. Thành ra khi mà mình chứng đạo thì có thể cũng vậy đó, mình đừng bắt đầu về mục sư tôi nói hay là Chúa Giêsu phán hay là cái gì đó, mình bắt đầu từ cái chỗ mà họ hiểu. Nếu họ là đạo gì đó thờ cúng ông bà thì mình bắt đầu từ cái lẽ thật của họ mà họ tin, mình bắt đầu từ cái niềm tin của họ. Và Chúa Giêsu Christ nói rằng Môi-se đã phán gì với các ngươi? Người Do Thái họ rất là yêu mến Môi-se, họ tôn Môi-se là một vị tiên tri từ trời vĩ đại, tại vì ông Môi-se thật sự là người vĩ đại, ông đem dân sự ra khỏi sự nô lệ và ông thành lập cái nền tảng cho nước Israel. Và Chúa Giêsu nhắc lại Môi-se đã phán dặn ngươi điều gì? Thì họ ai cũng biết Môi-se hết và ai cũng biết Môi-se dạy cái gì. Và họ nói rằng Môi-se phán dặn, ở đây nói vì Môi-se có nói, Chúa Giêsu nhắc rằng vì Môi-se có nói hãy tôn kính cha mẹ ngươi, lại nói ai rủa xả cha mẹ thì phải bị giết. Nhưng các ngươi nói rằng, thành ra bắt đầu về những cái điều mà người ta tin. Vì sao? Vì chúng ta thấy rằng tất cả những điều mà người ta tin nếu không đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ là sai lầm và chống trời. Và như thế nào? Chúa Giêsu nói rằng là Môi-se dạy các ngươi hiếu kính cha mẹ phải không? Phải. Và ai rủa xả cha mẹ đó là tội trọng, đáng tử hình. Phải. Nhưng mà các ngươi đang làm cái gì? Những người Pharisee theo phong tục tập quán, họ có một cái luật rất là ngộ. Họ nói rằng là cái đời sống của con người nào mà yêu mến Đức Chúa Trời, muốn thờ phượng Đức Chúa Trời, muốn trở nên một người đạo đức đó, thì phải dâng hiến tất cả cái gì mà mình có cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là sao? Cha mẹ cần gạo, không được, tôi đã dâng cho thầy tế lễ, tôi đã dâng cho nhà thờ rồi. Cha mẹ cần chở đi bác sĩ, không được, tôi phải đi đến nhà thờ cầu nguyện suốt ngày suốt đêm, phải không? Thành ra Phương diễn tả như vậy, chứ Phương không biết là cái luật lệ của họ như thế nào, nhưng mà Chúa Giêsu chỉ rằng là bất cứ cái gì đó mà đáng lẽ họ hiếu kính cha mẹ, họ giúp đỡ cha mẹ, họ phụ cha mẹ đó, thì họ diễn cớ rằng là không được, tôi phải dâng cái đó cho Đức Chúa Trời rồi. Thành ra nghe thì rất là đạo đức. Ô, tôi dâng hết tiền, hết thì giờ, tôi dâng hết cái đó cho Đức Chúa Trời rồi, cho nên sorry, xin lỗi cha mẹ, con không giúp cha mẹ được, tìm người khác đi, phải không? Mình nghe đó thì mình thấy như thế nào? Nếu luật lệ của Đức Chúa Trời là mỗi người phải hiếu kính cha mẹ đó, thì tại sao ở trong cái sự thờ phượng đạo đức đó mình bất nghĩa với cha mẹ, mình vô ơn với cha mẹ, mình không hiếu kính cha mẹ, nhưng mà loài người lại gọi cái điều đó là đạo đức, hiến dâng cho Đức Chúa Trời? Thành ra Chúa Giêsu Christ nói tại sao? Tại vì cái lý do này, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình mà lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Cái lời của con người dạy, con người nghĩ ra cái này là ô, cái này là thờ trời, con người nghĩ ra ô, cái này là kính trời. Con người nghĩ ra, mình làm như vậy đó thì ông trời sẽ đẹp lòng. Và họ dạy người ta làm như vậy. Và tất cả những người mà làm theo như vậy đó, họ không biết rằng là mình đang chống lại trời. Mình đang sống ngược với đạo đức của Đức Chúa Trời. Và Phương để cái hình này để Chúa Giêsu Christ nói là các ngươi còn làm nhiều việc khác giống như vậy nữa. Thành ra Phương muốn cho chúng ta suy nghĩ để nếu chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta ăn năn cùng Chúa đi, Chúa sẽ tha thứ cho mình. Nếu chúng ta cần những cái thí dụ khác để cho chúng ta tin chắc rằng tất cả những con người, kể cả những con người đạo đức nhất mà chưa tin Chúa Giêsu Christ cần Đức Chúa Trời, thì qua cái hình ảnh của ông Steve Jobs, ai biết ông Steve Jobs là ai? Giơ tay lên.
cầm cái iPhone thì biết rồi, phải không? Steve Jobs là cái người mà đem cái hãng Apple từ một cái hãng mà vô danh, làm computer cũng dở bẹt, không ai xài. Lúc đó hãng Dell, cái hãng computer Dell với Hewlett Packard thì tốt hơn hãng Apple rất là nhiều. Nhưng mà ông Steve Jobs này, ông đem cái hãng này, ông ra cái iPod, rồi ông ra cái iPhone, và cái hãng đó rất là thành công. Và Phương xem xét về cái đạo đức của ông Steve Jobs này, Phương thắc mắc rằng ông tin cái gì. Đa số những người Mỹ là những người tin lành, nhưng mà ông Steve Jobs này đặc biệt, ông là người tin Yogananda. Yogananda thì là ai? Ở trong thời, trong 100 năm về trước, 1920, thì cái ông này, ông từ Ấn Độ, ông qua Mỹ, và cái mục đích của ông đó là ông truyền thống cái đạo Ấn Độ cho những người Mỹ tin. Và ông viết một sách rất là nổi tiếng. Và ông Steve Jobs này đó, ông đọc cái sách của ông Yogananda này khi ông là thanh niên. Và suốt cả đời ông thường xuyên đọc lại cái quyển sách đó, cái quyển sách về cái đời sống của cái ông Yogananda này. Và đến nỗi ở trong cái lễ tang, đám tang của ông đó, ông truyền rằng là những người làm đám tang của ông đó mua 500 quyển sách của cái đời sống ông Yogananda này và phát ra miễn phí cho tất cả những người mà đến dự lễ đám tang của ông. Đạo đức quá là đạo đức, phải không? Ông tin, thật là tin, và ông rất là làm theo tất cả những cái điều gì của cái đạo Yogananda này. Nhưng mà cái đạo Yogananda này là cái gì? Từ cái ông này 1980 mấy, và từ cái ông này ra rất là xưa, cho nên người ta không, lúc đó không có máy chụp hình, cho nên người ta phải họa vẽ. Và cái ông này giỏi như thế nào? Và Phương nói rằng là yoga là tà đạo, mà có nhiều người không tin. Yoga là từ xuất khẩu từ Ấn Độ. Và cái ông này dạy cái gì? Cái ông xưa nhất này dạy cái gì? Ông dạy rằng là con người có thể khắc phục nội công ở trong mình, là cái sức sống của con người có thể khắc phục được qua cái cách mình thở. Mình kiềm chế cái hơi thở của mình sẽ khắc phục đến cả sự sống nội công ở trong mình, và mình có thể trở nên một với đấng thượng thiên. Cho nên những người mà tập yoga đó không phải là chỉ giơ tay giơ chân cho exercise, cho khỏe mạnh, nhưng mà họ tập về cái trí, phải meditate, phải tưởng niệm cái gì đó, rồi họ tập cái hơi thở tùm lum hết trơn á. Vì sao? Vì nó là cái đạo. Người ta được dạy rằng là qua những cái điều đó mình có thể khắc phục được cái sức sống gọi là nội công, chi, energy. Và khi mình khắc phục cái sức sống nội công đó, mình có thể trở nên một với Đấng Thượng Thiên. Và Đấng Thượng Thiên của họ không phải là Đức Chúa Trời đâu. Đấng Thượng Thiên của họ là cái đấng mà tổng quát ở vũ trụ đó. Và cái đạo đức của ông này kết quả là cái gì? Phương đọc rất là nhiều điều làm Phương rất là ngạc nhiên. Ông có một đứa con rơi mà ông không nhận. Và khi mà ông giàu rồi đó, Phương nói con rơi là tại vì khi mà ông học high school đó, khi ông hai mươi mấy tuổi, ông ngủ với bạn gái của ông. Và cái cô đó, cô nói rằng đứa con này là của ông, nhưng mà ông không nhận là con của ông. Cho đến khi nào bà đi thử máu, chứng nhận rằng là con của ông. Nhưng mà tới đó ông cũng không trả tiền child support, là tiền nuôi trẻ em đó, của mình đó. Nó không, không có trả tiền nuôi con của mình. Và ông rất là tồi tệ với con gái của mình, con gái cả của mình. Khi nó ở chung với nhà của ổng lúc nó 16 tuổi đó, nó viết cái nhật ký của đời nó rằng là ở trong phòng nó máy sưởi hư, ba nó cũng không sửa cho nó. Và khi mà nó lên đại học đó, nó học được cái trường rất là giỏi, nó học trường Harvard, nhưng mà ba nó cũng không có trả tiền học cho nó. Đến nỗi cái hàng xóm trả tiền học cho nó mà ba nó không trả tiền học cho nó. Rồi sau này rất là lâu á, ông Steve Jobs mới trả tiền lại cho hàng xóm. Đạo đức như vậy giúp ích gì cho con người? Và có làm nên tình yêu thương và sự công bình của Đức Chúa Trời không? Cho nên Đức Chúa Jesus Christ nói rằng các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy. Đạo đức mà con người tìm đó không đem con người đến tình yêu thương
sự công bình và chánh trực của Đức Chúa Trời. Và ông này là Mỹ Trắng. Chúng ta nghĩ về người Việt Nam của chúng ta đi. Đạo gì mà rất là đạo đức mà lại chống nghịch với lẽ thật của Đức Chúa Trời? Phương có thể suy nghĩ được, tại vì dạo này ông này rất là nổi tiếng và Phương có lâu lâu trên Facebook theo dõi cái người đó. Nhưng mà có những cái người tu hành rất là cực khổ. Và Phương nói là Thích Minh Tuệ đó, và ông học ra đại học. Phương đọc ở trên Wikipedia của ông. Ông học ra đại học rồi ông có việc làm, nhưng mà ông muốn vì đời sống đạo đức, muốn đi tu, cho nên ông ngưng bỏ việc làm, ông đi ăn xin ở ngoài đường, ông tập cái đời sống tu khổ và nghèo. Mình tưởng tượng ông đến từ một gia đình, ông là đứa con của bốn đứa, ba mẹ ông có bốn đứa con. Mình tưởng tượng là cha mẹ mình đi, con mình có việc làm tốt lành, rồi bây giờ đi xin ăn ở ngoài đường. Rồi chừng nữa mình già cả, chừng nữa ba mẹ già cả, mình lấy gì nuôi, mình lấy gì chăm sóc? Nghe là đạo đức, nhưng mà cái đạo đức đó từ bỏ cha mẹ, bỏ gia đình, từ bỏ trách nhiệm, từ bỏ tất cả những gì mà Đức Chúa Trời nói rằng là đạo đức của con người. Thành ra Chúa Giêsu Christ nói một cách rất là phải lẽ. Phương dùng hai cái thí dụ mà mình có thể hiểu một cách rất là thực tế. Bởi như vậy, tất cả những đạo đức của con người ở trên thế gian này đều là chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và đạo thật, đạo thiện, tốt, lành, thật. Và người ta vẫn tìm kiếm. Và cái điều đó chúng ta phải thấy là kính trọng. Tại vì khi mà họ tìm kiếm thì chúng ta thấy rằng họ đang mong đợi một cái lẽ thật nào đó sẽ giúp ích cho đời sống của họ. Và bởi vì họ tìm kiếm thì mình cần phải nói tin lành. Nếu mà trên thế gian này không có ai đi tìm đạo hoặc là tôn giáo này, tôn giáo kia để mà đạo đức đó, thì thôi mình nói Chúa ơi, công việc con xong rồi, hỏi thánh, Chúa có thể cắt về trời rồi. Nhưng mà người ta vẫn tìm kiếm như vậy. Thành ra mình biết rằng mình còn nhiệm vụ đi ra nói cho họ biết lẽ thật của Đức Chúa Trời. Thành ra cái điều đó Phương muốn nói lên để khích lệ chúng ta rằng là nhiệm vụ của chúng ta, người ta muốn nghe, người ta đang tìm kiếm, thì chúng ta có thể làm nhiệm vụ của chúng ta. Và Chúa Giêsu Christ nói một cái điều này để Phương kết thúc là nhấn mạnh rằng tại sao người ta cần Chúa Giêsu và tin lành của Chúa Giêsu. Có hai lý do. Chúa nói rằng là sự thờ phượng như vậy là vô ích. Đức Chúa Trời ở ngôi cao của Ngài, Ngài dựng nên vạn vật và con người, và Đức Chúa Trời là đấng sẽ đón xét tất cả con người. Và Đức Chúa Trời mong mỏi rằng con người thờ phượng Chúa. Tất cả những điều đó là sự thật và đúng. Nhưng mà có những con người thờ phượng rất là nhiều, làm rất là nhiều điều đạo đức. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng là tất cả những sự thờ phượng đó là vô ích trước mặt Chúa. Vì hai lý do. Lý do đầu tiên rằng là vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Nếu mà chúng ta muốn thờ trời, thì chúng ta phải biết rằng trời muốn cái gì, phải không? Mình làm theo trời. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu Christ nói họ muốn thờ trời, nhưng mà họ muốn làm theo những cái điều gì họ muốn làm. Họ tự đặt ra, tự biên, tự diễn, rồi tự làm luôn. Không có biết và không có hiểu trời muốn cái gì. Và cái vấn đề với cái này đó, nếu con người là toàn thiện, giống như Đức Chúa Trời, nếu chúng ta là những người tốt, thì những cái điều mà chúng ta đặt ra thì cũng ok, cũng tốt đi. Nhưng mà Chúa Giêsu Christ nói cái vấn đề là như thế nào? Chúa Giêsu Christ nói rằng là chẳng sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ dáy người được, nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Và Chúa nói rằng là vì từ trong lòng người mà ra sự ác tưởng, dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, giận dữ,
hoang đàn, con mắt ganh ganh đố, là ganh tị đó, gian dối, kiêu ngạo, điên cuồng. Từ trong lòng con người ra những cái điều đó, làm sao mình có thể tin rằng là trong lòng con người có cái sự tốt lành trọn vẹn được mà mình làm theo những cái điều ra từ loài người? Cái đó là cái vấn đề đầu tiên. Và cái vấn đề thứ nhì là lòng chúng nó xa ta lắm. Cái vấn đề của đạo và tôn giáo trên thế gian này đó là dạy người ta tự tôn mình lên. Phương không biết nhiều về tất cả những đạo, Phương có nghiên cứu về đạo những Á Đông của mình thôi. Nhưng mà Phương có thể nói rằng một cách chắc chắn rằng tất cả những cái đạo mà Phương tìm kiếm và Phương đọc và tìm hiểu thêm đó, tất cả những đạo đó không dạy cho người ta bất cứ điều gì ngoài ích kỷ. Tất cả đạo ở trên đời này đó, Phương nghĩ rằng á, là nhắm về cái tư lợi của con người. Tại sao chúng ta thờ cúng ông bà? Tại vì chúng ta cũng nghĩ rằng là ông bà sẽ phù hộ mình, phải không? Tại sao người đạo Phật làm việc thiện? Tại vì họ nghĩ rằng là họ sẽ được siêu thoát tội lỗi, hoặc là đầu thai thành cái gì tốt hơn, hoặc là đi đến cõi niết bàn. Và nhiều tôn giáo như vậy, nếu mà chúng ta xem xét đó, thì tất cả những tôn giáo ở trên đời này dạy cho mình làm rất là điều đạo đức, nhưng mà làm cho ai? Làm cho mình. Thành ra cái lòng của con người chỉ hướng về người ta, hướng về mình, không hướng về trời. Cho nên có hai cái vấn đề đó, mà bởi như vậy tất cả con người cần Đức Chúa Jesus Christ là như vậy. Và chúng ta và có nhiều người có nói rằng là tin lành cũng vậy, tin lành mình tin Chúa để được đi lên thiên đàng, phải không? À không, tin lành đó mình tin Chúa để mình được kết nối với Cha thiên thượng của mình. Lên thiên đàng là một cái quyền lợi của mình, được ân phước ở trên đời sống này và sự gìn giữ phù hộ của Đức Chúa Trời là một cái quyền lợi của con cái của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều mà chúng ta cần để mà được cứu đó, Chúa Jesus Christ đã làm trọn vẹn rồi. Cho nên cái đạo tin lành không phải là cái đạo dạy cho chúng ta làm để được cái gì hết. Dạy chúng ta tin Chúa Jesus Christ và trở nên con cái của Đức Chúa Trời, và đem tin lành đó, đem cái điều tốt lành đó, cái sự hiểu biết tốt lành đó đến cho người khác nghe. Cho nên tất cả mọi người trên thế gian này, nhất là những người đạo đức, cần biết Đức Chúa Jesus Christ, cần nghe tin lành của Ngài. Và đến đây thì Phương trả lời đơn sơ để cho nói sâu trong lòng của mình, để cho nếu ai hỏi mình có câu trả lời. Chúa Giêsu và đạo tin lành. Chúa Giêsu là ai? Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là đấng từ trời sai xuống để cứu con người ra khỏi tội. Nếu mình không biết trả lời gì, nếu người ta hỏi mình Chúa Giêsu là ai, mày tin cái gì, thì chúng ta có thể nói rằng tôi tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là đấng cứu rỗi tôi khỏi tội lỗi. Như vậy thôi. Và từ đó chúng ta có thể nói thêm những điều mình biết. Và tin lành là gì? Tin lành là một cái tin tức tốt lành, chứ không phải mình tin điều lành. Một cái tin tức tốt lành mà Chúa ban cho loài người là cái tin tức lành đó là cái gì? Là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, loài người. Chúa không muốn, Đức Chúa Trời đấng tạo hóa không muốn cho loài người bị hư mất cái trong tội lỗi, bị sự hình phạt đời đời. Cho nên Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Jesus Christ xuống làm người để cứu rỗi chúng ta. Và ai tin Chúa Jesus Christ sẽ được tha thứ tội lỗi của mình và sẽ được cứu. Đó là tin lành. Và mình chỉ nói những cái điều rất là đơn sơ như vậy. Nếu ai hỏi mình tin lành là gì, ai hỏi mình Chúa Jesus Christ là gì. Và sáng hôm nay Phương chia sẻ như vậy, những cái lời mà Phương nói có thể đụng chạm rất là nhiều người, Phương biết, nhất là những người Việt Nam. Nhưng mà Phương tin chắc rằng là người Việt Nam của mình, cũng như những người Á Đông, cũng như là tất cả mọi người mà đang tìm kiếm đạo đức ở trên thế gian này, họ có một cái tấm lòng tìm kiếm lẽ thật.
Nhưng mà chúng ta phải thấy như là Đức Chúa Trời thấy, chúng ta phải xem những cái điều mà Chúa xem rằng là tất cả những cái điều đạo đức đó vô ý nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là đấng thiên thượng của chúng ta. Tất cả những cái điều đó đem người ta càng cách xa Đức Chúa Trời, đem người ta càng cách xa sự công bình và sự tốt lành của Ngài hơn nữa. Thành ra bởi như vậy, Chúa muốn cho chúng ta là những người biết Chúa Giêsu Christ, giới thiệu người ta, đem danh Chúa Giêsu, đem những điều mà chúng ta biết về Chúa Giêsu Christ đến để cho người ta bắt đầu nghe và hiểu. Y như là Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài nói rằng Ngài lại kêu đoàn dân mà phán rằng, ở đây là đoàn dân đó, các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu. Chỉ nói cho họ nghe những lời của Chúa và cầu xin Chúa cho họ hiểu. Đó là truyền giảng tin lành, đó là đem đạo tin lành cho những người xung quanh của chúng ta. Và chúng ta phải tự hỏi trong tấm lòng của mình, mình muốn theo chương trình của Đức Chúa Trời, mình muốn theo mục đích của Đức Chúa Trời từ đây cho đến ngày Chúa trở lại và tận thế, từ đây cho đến ngày mình qua đời, Đức Chúa Trời có một chương trình cho hội thánh của Ngài thôi, đó là đem tin lành của Chúa đến cho nhiều người để họ được cứu, họ biết lẽ thật và họ tin nhận Chúa và họ được cứu. Mình muốn sống cho những chương trình của mình muốn sống cho những mục đích của mình, hay là mình muốn sống vì mục đích của Đức Chúa Giêsu Christ? Đó là câu trả lời mỗi người chúng ta phải trả lời. Xin chúng ta đứng lên phân kết luận với câu: khi Chúa Giêsu ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh, thì chúng ta sẽ đứng hầu trước mặt Chúa và chúng ta sẽ xem xét rằng đời sống của chúng ta, mình đã sống cho Chúa hay là mình sống cho chương trình riêng tư của mình. Trong ngày phán xét đó, chúng ta phải trả lời cùng Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa với sự cầu nguyện. Đức Thánh Linh, chúng con mời Ngài hành động trong tất cả tấm lòng của chúng con. Ngày hôm nay, Chúa ơi, xin Ngài kêu gọi từng tấm lòng của chúng con, để cho chúng con biết một cách chắc chắn, một cách giản dị, rằng chúng con là những người phải đem tin lành và nói lẽ thật cho những người xung quanh ở trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, có những điều ngăn trở, có những điều e thẹn, có những điều ngại ngùng, nhưng mà chúng con muốn vâng lời Chúa, chúng con muốn sống theo mục đích của Chúa, chúng con không muốn sống theo mục đích của chúng con, tận hưởng được mấy chục năm, rồi sẽ qua đời và hổ thẹn trước mặt Chúa, là đấng cứu rỗi chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì lẽ thật của Ngài đã ban ra cho chúng con bởi lời của Ngài. Ngay bây giờ chúng con nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúc phước cho tất cả ông bà chị em, để biến hóa chúng con trở thành những người làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, đi ra rao giảng tin lành cho mọi người khắp nơi, trở thành những người nói tiếng mới, trở thành những người đặt tay chữa lành, trở thành những người đuổi quỷ, trở thành những người bày tỏ một cách tỏ tường quyền năng của Đức Chúa Trời và sự yêu thương của Ngài là như thế nào cho thế gian này, cho những con người đang tìm kiếm Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta hát tôn vinh Chúa. Tôn vinh chân thần nguồn ơn phú đối, dưới đất chúng sinh tùng mỹ khắp nơi, trời cao cũng chung cả người ba ngôi. Chúa Cha cùng con Thánh Linh đời đời. Amen. Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Jesus Christ và sự hiệp một của Đức Thánh Linh luôn ở với mỗi người chúng con cho đến khi nào chúng con gặp mặt Chúa mặt đối mặt. Amen. Và lễ chung.